Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Đức Quỳnh Tâm, dược sĩ tại nhà thuốc Ông An số 1, tại số 8 Hoàng Long. Tại nhà thuốc mình đang có sản phẩm là Pempet Active. Với những bạn vận động nhiều, da nhiều mồ hôi thì không có sản phẩm nào có thể tốt hơn là Pempet Active. Em này ngoài việc làm sạch da thì còn có nano bạc và các chất kháng khuẩn rất tốt trong việc làm sạch và khử mùi. Trong sản phẩm này còn có thêm glycerin, tinh chất nhân sâm, giúp dưỡng ẩm và bảo vệ rất tốt. Đây là một sản phẩm dung dịch vệ sinh phù hợp nhất trong mùa hè nắng nóng này.